thị trấn Otsuchi, tỉnh Iwate. Trắng tay sau thảm họa kép động đất sóng thần hồi tháng 3 năm 2011. Bốn doanh nghiệp chế biến thủy sản lớn gồm Hara Senjioten, Urata Shoten, Nakashoku và Shozushima Fishery đã quyết tâm xây dựng lại cơ nghiệp. Với quan điểm, Otsuchi không thể thiếu ngành thủy sản, bốn doanh nghiệp đã liên kết với nhau, cùng kêu gọi mọi người hỗ trợ họ phục hồi lại ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Tháng 8 năm 2011, lãnh đạo bốn doanh nghiệp đã thành lập nhóm tình nguyện với tên gọi Domanaka để kêu gọi sự hỗ trợ và hợp tác từ khắp cả nước. Và những nỗ lực không ngừng này đã đem lại kết quả đáng ghi nhận. Sản lượng đánh bắt cá đã phục hồi được khoảng 80% so với trước khi thảm họa xảy ra. Hai năm trước, công việc phục hồi của chúng tôi vẫn còn vô vàn khó khăn. Lúc đó chúng tôi không tưởng tượng được, sau 5 năm chúng tôi có thể đạt được những điều này. Bây giờ như mọi người nhìn thấy, quang cảnh đã trở nên gọn gàng, sạch đẹp. Chúng tôi đã được hỗ trợ rất nhiều và cũng đã cố gắng nhiều. Tuy nhiên, quá trình khôi phục doanh nghiệp vẫn chưa kết thúc, thiết bị vẫn còn thiếu. Chúng tôi sẽ nỗ lực đi lên bằng chính đôi chân của mình. Đến thăm khu nhà tạm Kozuchi Daihachi, cũng ở thị trấn Otsuchi, nhóm phóng viên thông tấn xã Việt Nam được người dân hồ hởi giới thiệu các sản phẩm thêu tay của mình. Hoạt động này nằm trong dự án Sachiko, khởi động từ tháng 6 năm 2011, tức là chỉ 3 tháng sau thảm họa, nhằm hỗ trợ những nạn nhân sóng thần có việc làm. Sau một thời gian hoạt động, từ chỗ hoàn toàn phụ thuộc vào kinh phí do các nhà hảo tâm tài trợ, doanh thu từ các sản phẩm trong dự án đã bù đắp được tới 64% kinh phí hoạt động. Sau 5 năm hoạt động, Sachiko đã thực sự trở thành một hoạt động kinh tế hiệu quả, hợp tác với các nhà thiết kế và tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Nhật Bản, Ryohin Keikaku. Sachiko hướng đến sự tự chủ với mục tiêu đến năm 2021 sẽ hoàn toàn do địa phương quản lý và điều hành. Hiện nay, dự án này có khoảng 30 người tham gia. 5 năm sau thảm họa kép sóng thần động đất tháng 3 năm 2011, những người dân tỉnh Iwate đã có những nỗ lực không mệt mỏi để hồi sinh mảnh đất này. Sự phối hợp hiệu quả giữa chính phủ trung ương, chính quyền địa phương và người dân nơi đây cùng với sự hỗ trợ của các cá nhân, các tổ chức đã giúp cho các nỗ lực hồi sinh Iwate gặt hái được thành công lớn. Tất nhiên, khó khăn vẫn còn ở phía trước, vẫn còn những người dân phải sống trong các ngôi nhà tạm. Hoạt động của các doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình phục hồi. Tuy nhiên, bằng những kết quả đã đạt được, người dân nơi đây đang chứng minh với Nhật Bản cũng như cả thế giới rằng ý chí và sự đồng lòng họ có thể vượt qua mọi trở ngại để hồi sinh mảnh đất quê hương. Nguyễn Tuyến, phóng viên thông tấn xã Việt Nam, đưa tin từ Iwate, Nhật Bản.